Trúng gió di truyền. Ngày mai giỗ bố, lát ông qua nhà ông chú mời chú ấy một tiếng. Ấy, tôi quên mất, mà sao chưa thấy gió mùa về nhỉ? Năm đó bố mất vì trúng gió, vào đúng ngày gió mùa Đông Bắc về. Đấy đấy, vừa nói đã thấy gió về. Ông thật là, hơi gió một tí đã cuốn cả lên. Bà không biết ngày xưa cụ nội và bố đều mất vì trúng gió đấy à? Thì sao? Tôi sợ lắm. Cái cơ địa di truyền nó thế. Tôi mà không cẩn thận là trúng gió như chơi. Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe nói trúng gió di truyền đấy. Ông đúng là... Thôi, ông sang nhà chú đi. Có người trúng gió rồi. Khổ thật đấy, có ai giúp bà ấy một tay. Khổ, già cả rồi không cẩn thận, dễ trúng gió như chơi. Quái lạ, sao tự dưng mình lạnh thế này? Hay là... không xong rồi. Ông sao thế? Tôi tưởng ông sang nhà chú hai. Bà ơi, tự dưng tôi lạnh quá. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh thế này. Sáng tôi đã bảo ông mặc áo bông vào rồi cơ mà. Thì tôi mặc rồi đấy chứ. Tôi còn độn thêm 2 cái áo len vào trong đấy. Thế làm sao mà lạnh được nữa? Tôi già cả rồi bà ạ. Sức khỏe thất thường lắm. Mà dạo này thấy nhiều người bị trúng gió lắm. Hồi nãy ngoài đường có người ngã vật ra đấy. Ông sợ quá nên đắp chăn ngồi đây để phỏng. Tự dưng tôi thấy mệt mỏi ốm yếu quá. Ấy, mà sao bà không đóng cửa lại cho tôi? Ngồi nhớ. Ôi, ôi, bà nó ơi, có khi tôi không xong rồi. Ông sao thế? Nói tôi nghe xem nào. Tôi thấy chân tay tôi tê cả rồi. Đâu? Đưa tôi xem nào. Đấy, đấy. Bà ơi, tôi nắm tay tôi mà chả có cảm giác gì cả đây này. Ôi trời, ông đang nắm tay tôi thì tay ông làm sao mà có cảm giác được cơ chứ? Hóa ra là tay bà à? Tôi cứ tưởng... Nào, để tôi xem tay ông có cảm giác không nhé. Á, đau quá. Ông chỉ được cái thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Vết xăm của ba. Đây là một câu chuyện có thật của người cha George Mason và cậu con trai 8 tuổi Gary Mason, sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin xấu. Tin xấu? Ôi, có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ, con trai của chúng tôi sao rồi? Garyon bé nhỏ của tôi thế nào rồi? Garyon có một khối u ác tính ở trong não. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật não càng sớm càng tốt để giữ lại tính mạng cho cậu bé. Khối u ác tính? Phẫu thuật não? Không, Garyon của tôi, Garyon bé nhỏ của tôi. Vậy tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Ca mổ sẽ thành công chứ? Chúng tôi cầu xin các bác sĩ, hãy cứu lấy Garyon bé nhỏ của tôi. Rất tiếc, tỷ lệ thành công chỉ là 50% thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Trời ơi, con tôi, con trai tôi. Không sao đâu, Garyon của chúng ta sẽ không sao đâu. Bác sĩ, thế nào rồi? Garyon con trai tôi sao rồi? Chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cảm ơn, rất cảm ơn các bác sĩ. Chào buổi sáng, con trai. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Thôi nào con trai, mọi việc tồi tệ đã qua hết rồi. Con hãy vui vẻ lên và con sẽ vượt qua được mọi chuyện. Cố lên nào, chàng trai. Không, ba, con sẽ không thể nào vui vẻ nổi nếu như cái này vẫn còn. Nó thật là xấu xí. Nó là nỗi ác mộng của con. Nó sẽ không bao giờ biến mất được. Có sao đâu con trai, bà thấy nó rất đẹp mà. Không, ba làm sao hiểu được cảm giác của con bây giờ. Con còn không dám ra khỏi nhà. Con nghĩ nếu mọi người thấy được vết sẹo của con, họ sẽ chỉ rõ, họ sẽ cười nhạo con. Con không muốn như vậy đâu. Không sao đâu con trai à. Sẽ không ai cười con cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Em à, Garion có dấu hiệu bị trầm cảm. Thằng bé rất tự ti vì vết sẹo dài trên đầu mình. Tóc của thằng bé chưa thể mọc được do ảnh hưởng của đợt xạ trị kéo dài. Vì thế nên vết sẹo của nó không thể giấu đi được. Đã gần một năm trôi qua rồi từ khi ca mổ thành công, nhưng thằng bé vẫn chưa dám ra ngoài. Lúc điều trị trong viện cũng vậy, và bây giờ khi về nhà cũng vậy. Chúng ta phải làm gì đó để giúp con mình. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Tổn thương tâm lý của thằng bé là rất nghiêm trọng. Con trai. Ba. Tóc của ba đâu rồi? Ba đã cạo trọc rồi. Từ nay, đây là kiểu đầu mới của ba. Con nhìn đây nữa này, con trai. Ba, sao ba lại xăm cái hình vết sẹo khủng khiếp kia trên đầu của mình vậy? Ồ không đâu, đối với ba, hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa đó. Vết sẹo này là minh chứng cho việc con trai bé nhỏ của ba đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật và chiến thắng nó như thế nào. Ba muốn cho mọi người thấy Gario bé nhỏ của ba đã lớn rồi. Từ nay ba sẽ ở bên con, sẽ ra ngoài cùng với con. Con sẽ không phải tự ti, không phải lạc lõng với vết sẹo này nữa. Vì ba cũng có vết sẹo giống hệt như con vậy. Nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ nhìn cả hai ba con mình. Nếu như họ cười, ba con mình sẽ mặc kệ họ. Ba! Thế nào? Bây giờ con còn thấy kinh sợ vết sẹo này không? Còn thấy nó xấu xí không hả? Dạ không ạ. Tuyệt! Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đường đi dạo nha. Dạ. Vết xước. Chiếc xe này cũ quá rồi. Có sửa để đi được nữa không anh? Chỉ đi tạm được thôi mình à. Có khi sắp tới mình gom góp thêm chút tiền mua lấy chiếc xe máy. Phải đó anh. Nhà mình cố gắng mua lấy chiếc xe máy. Mình đi làm xa, vất vả. Cứ lọc cọc đạp chiếc xe này thì vất vả lắm. Chúng ta mua xe rồi, thỉnh thoảng còn có phương tiện mà cho cô Vin về thăm ông bà nữa chứ. Con có thích không? Dạ thích ạ. Yeah, ba sắp mua xe máy mới rồi. À, ba mua xe rồi. Xe đẹp quá mình ạ. À. Bao nhiêu năm làm lụng tích cóp, nay mình mới có được chiếc xe máy để đi. Từ nay thì không còn phải gò lưng đạp xe nữa rồi. Thích quá ba ơi. Hôm nào ba chở con với mẹ đi chơi nha. Ừ, nhất định rồi. Thôi, hai mẹ con vào nhà đi. Anh tranh thủ đi làm luôn đây. Vâng, anh đi làm đi. Con chào ba. Ba về rồi. Chào con trai. Ba ơi, ba làm gì vậy ạ? À, ba rửa xe con ạ. Chiếc xe đi qua vùng đường lầy, bẩn quá. Chiếc xe mới mua mà đã phải rửa rồi hả anh? Ừ, nó bẩn quá, trông xót lắm. Với lại vất vả lắm mình mới mua được chiếc xe. Giờ nó là tài sản lớn trong nhà, phải chăm chút giữ gìn cẩn thận với mình. Ba cho con rửa xe với. Được, con ra đây, ba con mình cùng rửa xe nào. Con chào ba. Ngày nào về ba cũng rửa xe. Vậy mà chiếc xe bẩn thế này mà sao hôm nay ba không rửa xe nhỉ? Ba ơi. Gì vậy con? Ba ơi, hôm nay ba không rửa xe sao? Chiếc xe bẩn lắm mà. Hôm nay ba mệt quá nên muốn nằm nghỉ một chút. Ba ơi, vậy ba để con rửa xe giúp ba nha. Không cần đâu con trai, lát nữa ba sẽ rửa. Con cứ ra ngoài chơi đi nhé, ba nghỉ ngơi một chút. Dạ. Chiếc xe này là tài sản quý giá bao năm nhà mình mới có được, phải giữ gìn cẩn thận. À, phải rồi. Mình rửa xe giúp ba, chắc ba sẽ vui lắm. Ba ơi, con rửa xe giúp ba rồi này. Ôi, cô Bin giỏi quá, cảm ơn con. Trời ơi, chiếc xe của tôi, tại sao nó thành ra thế này? Tại sao con lại phá hại thế này? Con chỉ có giúp ba rửa xe thôi à, ba ơi. Con rửa cái kiểu gì thế này? Rửa xe hay là phá hoại đây? Ba ơi, con xin lỗi, con chỉ... Anh ơi, có chuyện gì vậy? Cô Bin làm sai chuyện gì sao? Có ai nhờ nó làm đâu, mà nó rửa xe làm xước hết chiếc xe mới rồi. Khó khăn lắm mới mua được chiếc xe. Nó là một tài sản lớn chứ có bé gì đâu. Anh à, cô Bin mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao biết là kiến. Cố lên! Sao cậu để mất bóng vậy hả? Nhanh lên, không thua bây giờ. Không thể nào, bàn thắng đấy phải là của mình. Cố lên! Chỉ con giỏi lắm! Sao cậu dưng cậu lại ngã vậy? Hình như có quả khô rơi trúng đầu làm tớ phân tâm. Khỉ con giỏi lắm! Khỉ đã ăn gian. Vừa rồi khỉ đã nhặt sỏi ném Sóc, làm Sóc ngã để giành bóng. Cũng phải, tự nhiên Sóc lại ngã một cách bất thường. Có thật cậu đã ném sỏi vào Sóc không khỉ? Sao cậu phải làm thế chứ? Tớ... Vì chiến thắng mà cậu ném sỏi vào Sóc. Nhỡ bạn ấy có bị làm sao thì biết làm thế nào. Khỉ hãy xin lỗi Sóc đi. Đúng đó, khỉ sai rồi. Tớ không có ý xấu. Trong làng có biến. Các con vật mau trở về làng. Sắp tới sẽ có một tai họa thiên nhiên. Mưa ròng rã, nước từ thượng nguồn sẽ đổ về đây, gây lũ lụt lớn đó. Biết làm thế nào bây giờ? Làng ta đã bao giờ lụt đâu. Chúng ta phải gấp rút xây đê đắp đập, cả ở hướng đông, tây, nam, bắc của cả ngôi làng. Thời gian gấp rút như vậy, với quân số của làng thế này, làm sao chúng ta xây kịp đê? Đúng rồi, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cách đồng lòng gắng sức xây đê đắp đập. Chắc chắn là chúng ta có thể làm được. Tôi tính thế này với 3 điểm Bắc, Tây, Trung là những nơi cần bờ đê rộng. Người lớn chúng ta sẽ tập trung xây đê đắp đập ở đấy. Còn lại điểm Đông bé hơn nhiều thì để đội thiếu niên. Tôi nghĩ nên để khỉ con làm đội trưởng đội thiếu niên. Về trí tuệ, khả năng thì khỉ con là nhất. Chúng tôi rất an tâm để con mình đi theo. Cứ thống nhất như vậy, bây giờ ai về nhà nấy, gấp rút chuẩn bị để sớm mai lên đường. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thưa đội trưởng, cậu có việc gì cho tớ làm không? Cậu thấy đó, ở đây chả có việc gì dành cho cậu cả. Trong chiến thắng của ta, không bao giờ có thêm cậu Kiến ạ. Nhờ sự chỉ đạo tài tình của khỉ mà chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta phải tổ chức tiệc mừng thôi. Chưa được đâu. Có rất nhiều kẻ hở nhỏ ở đây. Nếu nước lũ đến, len qua các kẻ hở này có thể làm vỡ đê. Dễ thôi mà, chỉ cần trám kín các kẻ hở đó là được. Đúng, con vật thích hợp nhất có thể làm việc này là kiến. Chỉ có kiến mới có thể leo vào những kẻ hở để trám kín chúng thôi. Vâng, các bạn đã làm việc vất vả rồi. Giờ đến lượt tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Không được. Tôi thấy Kiến chẳng thích hợp với công việc này chút nào. Chính tôi và Gà sẽ cắm kín các kẻ hở. Nhưng... không nhân nhiếc gì hết. Nào Gà, đi theo tôi. Vâng, thưa đội trưởng. Không biết Khỉ và Gà đã làm xong chưa? Xong rồi, thành công rồi. Xong rồi. Khỉ giỏi lắm, Gà giỏi lắm, chúng ta giỏi lắm. Ba ơi, cứu con. Ôi, mẹ ơi. Nào, nói cho ta biết tại sao xây đê xong rồi vẫn bị đổ. Thưa bác, vì Khỉ đã không cho Kiến trám kẻ hở còn sót lại, mà khăng khăng để tự mình làm. Khỉ con, tại sao con không cho Kiến làm? Vì Kiến đã làm xấu mặt con trước các bạn. Giờ con thấy rồi đấy. Công sức của các chú và các bác, và cả của các con nữa, đã đổ sông đổ bể hết rồi. Mọi người đã tin tưởng con. Con vì thù án riêng tư mà không cho con người khác có cơ hội được làm việc, gây ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể. Thiệt hại cả làng phải chịu, kể sao nổi đây. Con xin lỗi thầy, con xin lỗi các cô các bác, xin lỗi các bạn. Nơi bình yên nhất. Con à, ăn nhanh lên, chúng ta phải chuẩn bị về rồi đấy. Mẹ à, không biết ngọn núi ở phía xa kia có gì mẹ nhỉ? Đường đi tới đó rất xa và nhiều thú dữ. Không phải nơi an toàn cho loài hươu chúng ta đâu. Cha cha, chắc mẹ không muốn mình đến đó nên mới nói như vậy thôi. Hươu con à, dậy đi con. Mẹ à, con không muốn dậy tí nào hết. Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa mẹ nha. Con phải dậy sớm đi. Trong nhà cho mẹ, để mẹ đi đón bà ngoại nhé. Hươu con ơi, ra đây sưởi nắng với tớ nè. Sóc à, có muốn đi chơi với tớ không? Đi đâu? Cậu có nhìn thấy dãy núi phía xa kia không? Chắc hẳn ở nơi đó sẽ có rất nhiều điều thú vị cho coi. Ở đó xa và nguy hiểm lắm, tớ không đi đâu. Không sao đâu, cậu cứ yên tâm đi. Cậu có biết nếu không nghe lời người lớn sẽ trở thành đứa trẻ hư không hữu con? Nếu cậu không đi thì thôi vậy, tớ sẽ đi một mình. Hươu con ơi. Cha ơi, ở đây thật là tuyệt làm sao. Mình cứ như là lạc vào trong một câu chuyện cổ tích vậy. Hươu con, sao cậu lại chỉ có một mình ở đây vậy? Cậu từ đâu tới? Mình từ núi phía xa đằng kia đi lại cậu à. Vậy ư? Từ đó đến đây xa lắm, cậu không sợ sẽ bị lạc sao? Không sợ, rồi mình sẽ về nhà được thôi mà. Ở trong rừng này nguy hiểm lắm đấy cậu ạ. Cậu phải cẩn thận đấy nhé. Trời ơi, có tiếng gì mà ghê rợn vậy? Lẽ nào lời mẹ nói là sự thật? Ở đây lắm thú dữ. Chết rồi, mình phải làm sao đây? Trời, hổ. Mẹ ơi, cứu con. Trời ơi, trời ơi. À! Trời ơi, mình đang ở đâu thế này cơ chứ? Hươu con à, cháu đã tỉnh rồi à? Đây là đâu thế à? Hôm qua cháu bị con hổ đuổi đến sát miệng vực, ngã xuống. Mai cho cháu là ở dưới đáy vực có lớp cỏ dày, mọc hàng nghìn năm nay, chứ nếu không thì cháu nhừ xương rồi đó. Mọi người ở đây đã đưa cháu về chỗ của ta. Cháu phải về nhà với mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Bây giờ chắc là mẹ đã lo lắng cho cháu lắm rồi. Bình tĩnh nào, giờ cháu bị thương rồi, không thể đi lại được. Hãy chỉ cho bác biết nhà của cháu đi. Bác sẽ tìm cách về nhà báo tin để mẹ cháu tới đây đón nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác chuột chuỗi. Mẹ! Ô con à! Trời ơi! Sao mà con lại nên nông nổi này cơ chứ? Mẹ ơi! Cũng chỉ tại con ham chơi, không chịu nghe lời mẹ nên mới như thế này đây. Suýt nữa thì đã vào miệng cọp rồi. Thôi nào con biết lỗi là tốt rồi. Mẹ ơi, giờ mẹ đưa con về nhà mẹ nha. Con sẽ luôn nhớ bài học hôm nay. Thôi, chúng ta về nhà thôi nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.